Ôi, cái cảnh này là 18 cộng này, cái này là một xe. Đây trông như đang ở Đồ Sơn ấy. Tầm quất. Không đúng, nó quay trở lại với Eternal Reaction. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ với một sự tham gia với cùng đặc biệt của 197 Vlog. Và bọn mình sẽ reaction lại tập 1 trong chuỗi vũ trụ tác phẩm văn học Việt Nam. Spoil phim mới Cậu Vàng Cường Mạnh. Spoil phim mới Cậu Vàng Cường Mạnh. Cho mình hỏi là đây là phim của nhóm nào nhỉ? Em không biết, đây là hình như là một nhóm. À, 1977 Vlog. Ủa, cái này, dạo này trông có vẻ là hay thế nhỉ? Có hai thằng đẹp trai lắm, hai thằng không đóng vai chó ấy, đẹp trai. Rồi bắt đầu nào. Hình như là có một thằng nào đấy cũng đóng vai con chó nhìn không được. Rồi bắt đầu ạ. Rồi phim đen trắng. Cái giọng sao, cái giọng kiểu gì nhỉ? Chào các nhà. Ông giáo đây à? Tôi điên toàn. Làng xóm, mạng xã hội. Người ta đang đồn ầm hết cả lên kia kìa. Giống giọng hệt người quê nhỉ? Người quê, ngày xưa. Cậu vàng nhà lão. Ui sao trong hang này giống nhau thế nhỉ? Một diễn viên à? Hai một... hiểu kiểu gì? Hai diễn viên đóng mặt này sức xèo hơn tí. Vãi con chó. Con chó trong cô tè nhỉ? Trông sao cậu vàng uống thuốc này? Thằng này nghiện hay sao ấy? Trông cô tè. Yên nào xem là sao? Quả bộ kiếm với cả thớt đao trên người. Đây xương sườn trông khiếp thật. Cụ hạc giống chó xì ba. Tuy là một giống chó đáng tiền, đắt tiền. Nhưng chúng ham ăn, vô dụng. Đã thì nó lại không còn một chút liêm sỉ nào. Chó gì mà không có cả liêm sỉ? Phí tiền. Thuộc luôn, ghét lần đầu xem mà lại thuộc lại thế. Mẹ con chó, mày ăn nói cho cẩn thận. Ông giáo bướng vãi trưởng. Sao ông chồng giáo lại nói chuyện được với cả con chó ạ? Đồng đồng ngôn ngữ. Loại nó mà cũng đòi đóng phim. Ôi trời ơi, môn trưởng. À, tóm ngay viên gạch, bật luôn. Ông giáo ơi. Ông giáo cứng thật đấy. Cậu tha cho chó đi, tha cho người đúng không? Trông thằng này chắc nghiện cũng phải 3 năm rồi. Ê, em buồn. Xem tôi ghét lắm. Cậu vàng lại thích hút Mina. Mời ngay cho điều thuốc hả? Vãi trưởng, người đi hầu chó. Lão chiều nó quá. Nó học rồi. Chiều chuộng. Tôi cũng sợ nó lắm rồi. Rồi thằng con tôi trên mũ cao su về, cậu vàng sẽ giết nó mất thôi. Vãi trưởng. Giết con là tưởng thằng con trên mũ cao su giết cậu vàng là giết ngược lại. Ông giáo ơi, ông giáo đang đi tìm thức ăn đây à? Vãi, tìm thức ăn trong bụi. Tìm thức ăn trong bụi, ngang cậu vàng. Khác thì cậu vàng đâu. Càng đen. Tôi hạc đây. Ôi trời ơi, lão hạc bổ đôi luôn. Đi đời cho ông giáo ạ. Bây giờ trông xịn thế. 5.000 đô. Bán chó xong dầu. Ra mùi luôn đeo thuốc. Nhìn này, đeo vòng này. Vòng vàng cao chứ. Cho ngay bao thuốc đồng hồ luôn. Mỗi tay một đồng hồ luôn. Khệnh vãi trưởng. Ù cầu khôn năm. Xong mặc áo giống áo mình thế này. Vãi, cosplay. Để tìm chó cái. Trời ơi, cái cảnh này là 18 cộng này, cái này là một xe. Đây trông như đang ở Đồ Sơn ấy. Tầm quất. À, cho cái thòng lọng một cổ. Lùi đi mất. Quả đàn bầu buồn vãi, cảnh buồn cười thật. Đội này làm phim hay thật. Nể. Lũ mọt dân. Tuổi gì mà cà thiện tôi. Trông lão hạc đều vãi trưởng. Còn nó bướng thế nào được cụ? Bướng thế nào được cụ? Cũng chim chóc nghe hay nhỉ. Mong kiếp sau nó được làm kiếp con người. Biết đâu nó lại ông được giáo khóc phê đấy, vừa lãy đòi đánh nó cũng. Có người kể rằng cậu vàng được một bác sĩ người Nhật cứu sống. Vãi chưa. Rồi đổi tên à, con chó Hachiko trung thành ở bên Nhật đấy. Cũng có người thấy nó đi theo một ông Tây. Đi theo một ông Tây là Jun. John Wick sát thủ có nuôi chó ấy đúng không? Đội này làm phim, đội này là phim chất thật, mình nể luôn. Em nói thật là cái đoạn phản cứng mà em thích nhất và cái đoạn John Wick cuối cùng ạ. Công nhận mình đúng rồi. Mình cũng rất là thích đoạn đấy bởi vì nghĩa là từ cái âm nhạc đến phần hình ảnh, cái âm thanh và câu kiểu cái cách người ta nói và người ta nói với cả nội dung mà họ đưa vào ấy, kiểu xem rất là cuốn, kiểu vừa ảo, nó vừa nghệ, nó vừa chất. Mình cảm giác như kiểu mình là fan cuồng của nhóm này luôn ngay từ lần xem đầu tiên. Mình có cảm giác như kiểu mình, có nghĩa là khi xem một tác phẩm ấy,
điều tuyệt vời nhất là mình được đắm chìm trong tác phẩm đấy. Ừ. Mình cảm giác như mình đúng là những nhân vật họ nói về cuộc đời của mình đúng là những nhân vật trong đấy rồi. Tân này có đồng cảm với nhân vật nào không này? Đừng nhìn anh khóc mới biết anh đau. Go 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 go. Tăng tăng tăng. Nhưng em ơi, trong cái clip này bọn anh làm nhưng mà thì những cái tiếng chim chóc của đấy là chim thật. Thực ra thì nó là tiếng, có nghĩa là bọn anh tìm có nhà trên mạng thôi. Thu tiếng chim thì đúng là bọn anh chưa đủ trình. Không, thực ra bởi vì khi mà quay ở ngoài ấy thì xe cộ và tiếng ồn rất là nhiều. Thực sự luôn, bởi vì đây là cảnh ngoài đường mà. Nhưng bối cảnh ở đây thì mình làm chọn ở gần nhà. Bọn anh sẽ phải bỏ hết tiếng môi trường đi và lồng lại. Bối cảnh này ở ngay gần nhà mình thôi. Đi tầm khoảng 1 phút là ra. Nhưng mà tất cả những bối cảnh đều của mình đều như thế. Okay. Hầu như là thế, hầu như quanh khu mình ở hết. Mình sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu trong một tuần để sản xuất một cái clip này? Bên mình mất thông thường khoảng một tuần. Một tuần để làm ra một tập. Từ lên kịch bản, từ đi quay về dựng rồi thu âm. Đến lúc xuất ra là rơi vào khoảng một tuần. Nghĩa là bọn mình làm rất là kỹ. Nghĩa là những đoạn nào mà chưa hay hay là lồng tiếng nghe phải chưa êm tai, chưa giống ngày xưa thì mình bỏ hết, mình phải lại phải làm lại từ đầu. Mọi người cứ nghĩ rằng bọn mình mới có 4 video mà đã đạt được cái lượng subscribe lớn như này rồi, nhưng mà thực ra là đã làm 40 video rồi. Và 400 video rồi cũng nên. Ui, câu này hay. Rồi, nhưng mà ngày hôm nay khi đến với E-Channel mà tự mình xem lại những cái tác phẩm của mình, và em nghĩ là có thể là cái clip đầu tiên và cái clip mang mình đến khán giả đấy, bọn anh thấy thế nào? Bọn anh thực tế bọn anh thích cái clip này nhất, bởi vì đấy như em nói, nó là clip đầu tiên mang bọn anh đến với khán giả. Có nghĩa là nó là những cái viên gạch đầu tiên ấy. Thế là nó nhiều người người mang đến cho mình những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời. Đó là cái viên gạch đầu tiên chứ. Xin lỗi vì thôi thôi, mày cũng không phải xin lỗi, mày xin lỗi càng mệt. Không phải chẳng đấy. Đến 18 điểm văn. Tự khi xem lại thì có những mà bọn anh lại nhớ lại những cái lúc mà mình đi quay những cái cảnh đấy thì có nghĩa là cái ký ức nó lại ùa về, thực sự là rất là vui. Nhưng mà trong cái clip đầu tiên này thì nó có khó khăn gì không? Clip đầu tiên á, khó khăn nhất là mời cái bạn diễn viên đóng vai con chó ấy. Đấy là khó khăn nhất. Lúc bọn mình quay thì là cuối tháng 8 nhưng mà trời vẫn rất là nóng. Nên là khi bọn mình quay thì ở đấy thì muỗi, miếc, đốt các thứ. Và khi về thu âm, lồng tiếng ấy thì không phải chỉ tập riêng tập này đâu mà cả tập 2 nữa. Trời rất là nóng và khi bọn mình lồng tiếng thì bọn mình phải tắt hết quạt. Điều hòa mình không bật được bởi vì bật điều hòa tiếng cái điều hòa nhà mình nó cũ rồi, tiếng nó ù nó rất là to. Nó có khi tiếng nghe vào nó còn to hơn cả tiếng bọn mình nói chuyện ấy. Đấy, thế nên là bọn mình tắt hết rất là nóng. Thế cứ khi nào lồng tiếng là lại một ông đứng, một thằng ra đứng ngồi ở cái quạt tắt, lồng tiếng xong lại phải bật bởi vì cực kỳ nóng, lại phải bật để cho thằng kia để mát ngay. Đấy, thực sự là rất rất vất vả đấy cơ. Vã mồ hôi. Chắc đấy nó là cái khó khăn nhất của bọn mình. Vâng. Không vui đâu. Tần thì sao? Em thấy rằng là anh thấy rằng là gì ở trong này thì em là một chú chó rất là cute. Đáng yêu. Cú tê nặng. Hàm ăn vô dụng. Nó hơi vô dụng đấy. Chị ở ngoài lại là một chàng trai vô cùng hiền. Thế chả lẽ ở ngoài giống con chó. Ý em là phải hiền này. Em hiền từ bé không? Em hiền từ bé à? Vâng. Tức là những cái tính cách vừa rồi là mình bị các anh ép. Vâng. Thể hiện chứ không phải là bản thân mình như vậy đúng không? Ừ. Vâng. Cũng không hẳn là các anh ép mà là sâu bên trong cho nó giống. Đấy, đôi khi mình như anh đã nói từ trước, mình không biết trong người con người mình có gì đến khi mà đến khi mà nó được tìm thấy. Tân phát hiện ra trong người mình có một con chó. Rồi, như vậy là ngày hôm nay thì cảm ơn sự hiện của 1977 Vlog trong số reaction lần này, và em rất cảm ơn bọn anh. Và thực sự là đây là một cái lần reaction em thì đã xem rất là nhiều lần ở nhà rồi, nhưng đây thực sự là một cái lần xem nó đặc biệt nhất với tất cả bọn em. Các bạn khán giả của E-Channel sao, các bạn cảm nhận thế nào về 1977 Vlog cũng như là những cái clip, những cái em có thể tạm gọi là phim ngắn được không? Ok. Cái phim ngắn mà tất cả các anh ấy đã mang đến, cảm nhận thế nào comment ở bên dưới. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube E-Channel cũng như là 1977 Vlog. Yeah. Rất cảm ơn các bạn. Đừng lên một mình sẽ để bên dưới nha. Cùng xem E-Channel nhá. Yeah. Và 1977 Vlog quên mất. Cùng bên dưới tí. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.